vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ nay đến hết tháng 5, những cơn mưa rào và dông khiến trời mát mẻ trên phạm vi toàn quốc. Sang tháng 6, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng gia tăng trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong đó, từ đêm 27 đến 31 tháng 5, khu vực Bắc Bộ cục bộ có mưa to đến rất to. Như vậy thì miền Bắc có khả năng trải qua tháng 5 khá dịu mát với số ngày mưa dông nhiều, nền nhiệt thấp, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Thời tiết dễ chịu, mát mẻ như cuối xuân. Còn tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế thì những ngày đầu tuần xảy ra nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng mạnh, dao động trong khoảng từ 35 đến 36 độ, độ ẩm tương đối phổ biến từ 75 đến 80%. Tuy nhiên thì về chiều tối vẫn xuất hiện những cơn mưa rào và dông cục bộ vùng núi. Trong thời gian tới, bước vào thời điểm mùa hè thì nền nhiệt độ tại khu vực Thừa Thiên Huế sẽ còn tiếp tục tăng cao. Hiện tượng nắng nóng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cả hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng. Tình trạng ít mưa, khô hạn, thiếu nước sẽ tác động lớn đến cả hoạt động sản xuất và cuộc sống của người dân. Còn bây giờ là phần nhiệt độ chi tiết cho cả khu vực trên địa bàn tỉnh vào ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Huyện Quảng Điền, Phong Điền và thị xã Hương Trà, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Huế, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Huyện Phú Vang, Phủ Lộc và thị xã Hương Thủy, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực huyện An Lưới, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Huyện Nam Đông, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Đảo Sơn Trà, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.